Vừa năm ngoái, cái Fragile, một đêm nhạc Phạm Toàn Thắng, một nhạc sĩ trẻ, tuổi 30, Tuấn vẫn nghĩ là mình là một trong những người liều lĩnh nhất khi làm cả một đêm nhạc của một nhạc sĩ. Và thành công. Đấy là một project âm nhạc mới tinh, mà mới có năm ngoái thôi. Nên năm nay mình mới làm gì xinh xẻ, hay là mọi người la làng mình. Thì cái sự la làng đó nó thể hiện là cái sự mong đợi của họ rất lớn về mình. Nhắc nhớ mình đừng đi sâu, đi lậm vào cái chuyện là thừa hưởng sẵn và lợi dụng cái tình yêu thương của khán giả dành cho mình. Cái đó Tuấn biết, chứ không phải không biết, Tuấn biết đấy. Nhưng mà trên sân khấu Tuấn đã nói là Tuấn sẽ giới thiệu một project mới với nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Nhưng mà rồi cảm xúc của mọi người vẫn lẫn cái lý trí cũng quên luôn chuyện đó. Tuấn vẫn có những kế hoạch mới. Trong cái bài viết mà chỉ trích mình ấy, có một bạn biết là giống như là anh Tuấn là ca sĩ của lưng chừng ấy. Cuộc đời mà còn sống là còn phải lưng chừng. Cuộc đời mà lên đến đỉnh rồi thì các bạn tưởng tượng bên kia đỉnh là gì? Thì lúc ấy thôi cũng nên tự tử chứ thôi. Hãy lưng chừng cho đến hết đời để mình biết là mình vẫn phải đi lên tiếp. Nhưng mà với những cái suy nghĩ tiêu cực về bản thân anh thì anh có thể tâm tin những điều đó không? Đang không đó, nếu tiêu cực để Tuấn tốt hơn, ok. Bởi vì mình là người của công chúng, mình phải nghe cả hai chiều. Tại vì trong những cái chiều tiêu cực ấy, trong cái lúc này khán giả đang yêu mình rất nhiều này, rất là dễ bị say và mất tỉnh táo, cho rằng là mình là số 1 rồi, không ai đụng đến được và đừng ai nói gì thôi. Dễ chết nhất là lúc này. Đọc những cái kia, nhưng mà đúng là có những cái tiêu cực nó vô lý quá. Nếu mà cãi nhau đánh nhau là cũng làm được luôn. Mình cãi đến cùng. Cãi đến cùng, ví dụ như là bảo rằng là mình lợi dụng nhạc Thanh Xuân, mình làm gì có lợi dụng. Nhạc Thanh Xuân bao nhiêu người hát đấy thấy, tại sao lại trách Hà Anh Tuấn? Mà tại sao lại trách cover? Thế thì dòng nhạc tiền chiến, nhạc xưa, nhạc bolero, nhạc Phạm Duy, nhạc Trịnh Công Sơn mỗi một năm mấy chục chương trình, tại sao không gay gắt? Lại đi gay gắt với Hà Anh Tuấn với những bài hát ít người hát lại. Gay gắt làm gì? Đúng không? Thế nên là vô lý là Tuấn không, mà Tuấn là người của logic và lý lẽ. Cứ nói đúng là nghe.